Xin chào các bạn, mình là Hiền. Xin chào các bạn, mình là Hằng. Chào mừng các bạn đến với kênh BTH Sisters. Hôm nay chị em mình sẽ ăn cái món gọi là cơm trắng rất là hot trong dạo gần đây thì đây là món yêu thích nhất của chị em mình đó các bạn. Mời các bạn cùng ăn với chị em mình nha. Bữa nay là có món rau luộc kho quẹt, trứng chiên, thịt luộc chấm mắm, cá chiên, mắm cà, kho quẹt là kho quẹt, nước mắm như này các bạn, siêu cay. Mình cùng ăn nha. Ai ba chị, năm chị với ba chị gì? Ba chị là gọi là ba chia ra ba phần đó. Đúng không? Đồ ăn mà nấu cơm á, ngon. Ừ. Đồ ăn mà tao mới cũng được đúng không? Ừ. Nói chung là ẩm thực Việt Nam là có cơm. Bọn mình rất thích ăn cơm. Nếu mấy ngày ăn cơm là thèm. Đúng rồi. Trừ những người mà tập luyện hoặc là phải ăn kiêng kiểu mà. Nhưng mà vẫn có ngày ăn chả mà đúng rồi. Mình vẫn thèm ăn cơm. Tôi không phải ăn cơm có ngon gì đâu. Rất ngon. Cơm chiên nè, rồi cơm cháy nè. Buổi trưa á, đang đi học đi làm về á, cỡ 10 giờ mà đói bụng là chị nghĩ đến món cơm thôi. Ừ. Mắm cà, không phải ăn mắm cà với bún. Hồi xưa mình đi học đó các bạn, cỡ 10 giờ ngồi trong lớp, biết mùi thơm ở đâu nó có bay vô không? Quán ăn cơm, nấu cơm, mùi thơm đâu bay vô trò thêm. Là đang nghĩ ở nhà lát nữa sẽ ăn món gì không à, giờ đó là không học vô nữa. Bây giờ thì các bạn sinh thì đi học nội trú, bán trú. Ừ. Tới giờ chưa làm nữa hay đồ ăn cơm mà nấu lên mùi thơm đó. Ừ. Mình còn đói nữa nói gì, cô dạy cũng nổi. Mà bữa nào mà ăn mà không phải cơm là cũng không no. Ừ, thì không no hả? Đói gì nè. Đúng rồi. Cái độ tuổi học sinh mà phải ăn cơm mới no. Ừ. Mà ăn được mấy chén cơm một lúc luôn á. Mình là bây giờ chỉ ăn được một chén thôi. Nó ăn cơm khay á. Ừ. Đi bới 3 lần. Ừ. Dễ thương không? Ngày nào cũng buồn hỏi lắm. Không biết hôm nay ăn cơm với món gì đây? Ừ. Cá này thiếu một thứ. Xoài. Ừ. Xoài bào ra nữa. Ăn đúng bào luôn á. Nãy đi chợ về mới nhớ ra là quên. Ôi, phải chấm với kho quẹt với ngon, phải chấm với nước mắm. Bọn mình quay clip lại, bọn mình đặt clip lại đó, thấy vẫn có nhiều bạn vô comment kêu là vui vì bọn mình quay lại, bọn mình đọc rất là vui luôn các bạn. Nhưng mà bữa giờ do bận quá nên cũng không trả lời các bạn sớm được á. Bận chuẩn bị tân gia, nhà mình tân gia, mẹ mình tổ chức. Ra nhà Hiền. Gỡ cái miếng cá đấy hả? Nhà Hiền chứ không phải nhà Hằng. Không phải là, nhưng mà nhà Hiền, nhưng mà mẹ Hiền đòi tổ chức chứ Hiền không có đòi tổ chức. Cũng vui. Nhưng mà phải bận rộn xíu, dọn dẹp nhà cửa rồi nữa. Nhà Hằng không tin ra nhưng mà vì nhà Hằng ở sát bên cạnh nên Hằng phải dọn dẹp nhà cửa. Họ hàng mới thăm. Rồi mẹ đến thăm nhà thì mẹ Hiền thôi. Ừ. Nên là khá là bận. Nói là hôm nay quay ở nhà Hiền mà cũng đâu quay được đâu. Tại vì ồn. Ồn gì? Nhà Hiền có hai cùng nợ các bạn. Sú và Vi á. Chơi lên đó. Nó làm hơi nhiều món. Ừ. Từng nào đến bữa chiều luôn. Ăn cơm á, mình thích ăn nhiều món. Nhưng mà ăn cái cơm á, cái nhiều bữa bận chỉ cần ốp lá trứng thôi là ngon rồi. Em hay ăn trứng luộc. Ăn trứng luộc hả? Hiện thì ăn trứng ốp la, trứng luộc xì dầu, nước mắm. Ừ. Trứng luộc bạn ăn với nước tương hả? Mình ăn với mắm thì mình ăn gì thì ăn đó. Hiện thì thích ăn trứng luộc với nước tương. Giống như trứng ngâm tương nữa. Món trứng luộc với nước mắm là món hồi xưa mẹ với Hà Han này. Ừ. Giờ mình ăn chấm với hai thím cho ăn luôn. Với lại rau luộc. Chấm với rau. Thời ngày xưa nhà mình còn khó khăn lắm các bạn. Là ăn với gì nữa ta? Lòng luộc. Khó khăn hơn lòng luộc. Lòng luộc hồi đó rẻ các bạn, giờ mắc lắm. Đi học về là ghé qua vô nhà bác mình mua 10.000 lòng về trộn lại xong cắt ra chả nước mắm nữa, xong cả nhà về làm cơm không kịp nấu. Mà cái món lòng nó nhiều thích cái món nha. Bây giờ Hiền với Hằng cũng thích lòng lợn luôn. Món gì nữa ta? Rau muống xào. Nhà hàng nên món đó. Còn một món nữa. Món mà mẹ mình hay làm đó. Cá đóng, cá rán hả? À. Trứng bát. Không. Món gì? Cơm dĩa. Nhưng mà món đó mình làm có tiền với ăn. Bữa nay mới lại lương đồ các kiểu với ăn mẹ. Một đến một khóc lết nhiều mà. Ừ. Đậu bê sao? Móc bỏ dĩa kêu gọi là cơm dĩa. Mà chiếc dĩa cơm tức bằng tô cơm luôn các bạn. Nén chặt xong cái chén xong úp lại đó. Trời ơi nó đầy. Ăn hoài ăn mãi mà không hết á. Nói chung nhà mình hồi xưa thì đa số ngày nào cũng ăn cơm. Cơm ngày mấy bữa hồi bọn mình còn nhỏ nữa là ăn cơm. Sáng là ăn cơm đi học. Ừ. Sáng là ăn cơm với ruốc, chả bao ruốc đâu à? Muối mè, muối đậu. Ừ, muối đậu. Muối đậu trộn với ruốc. Vừa có tí thịt mà vừa đậu tốn. Ừ. Còn không có trứng ốp la nữa không? Không trứng. Các bạn coi reply 988 không? Nhà ngày xưa là cũng nhiều vậy á. Mình thấy đất sân gần giàu hơn. Sáng là hai người em tự dậy hâm cơm lên. Ừ. Hâm cơm nguội lên ăn. Ừ. Rồi đi học, tự đi học, tự dậy lo ăn sáng. Lâu lâu mới phát cho 1.000, 2.000 nó đi ăn sáng mà. Ăn bánh mì không? Để tiết kiệm lại được một nữa. Mà bạn Hằng ăn sáng đó. Không ăn bánh mì không đâu các bạn. Chanh nước. Bánh mì chanh nước. Là mắc hơn của Hiền. Hoặc là Hằng ăn cái gì ta? Bánh ướt. Bữa nào Hiền với Hằng ăn bánh ướt đó thì Hằng phải ăn thêm một miếng chả. Hiền không ăn. Giờ nó sang lắm nên đâu có tiền để dành để mua đồ chơi đâu. Mình đa số là ăn cơm. Cái ra hồi mình học cấp 2 á, mình không ăn cơm đâu có sức đặt xe đi học đâu. Ừ. Không có ăn nhiều. Ừ. Nhiều lắm. Rồi chiều cũng đi học thêm. Sáng học trên trường thì chiều đi học thêm, tất cả đều đi xe đạp hết. Quãng thời gian vất vả nhưng mà vui. Hồi đó về 5 giờ 6 giờ chiều hay có phim á là cũng không được coi hết trọn vẹn đâu, tại vì vừa phải nấu cơm nữa. Mà hồi đó tivi là ở trên phòng khách đúng không, nấu cơm cho ba mẹ về là có cơm ăn. Món Hằng hay nấu là rau luộc, bánh bí nữa hả? Bánh bí với thịt băm. Thịt băm mua mấy ngàn á. Chanh bí xanh á, vị đạo đâu. Có bí xanh không? Bắp sủi luộc. Tức là món bắp sủi luộc là dễ nhất đó hả? Cắt cũng dễ nữa. Trứng chiên, Hiền thì hay làm trứng chiên. Trứng chiên không có thịt nè. Hay về mua lòng về cho lòng nữa. Hằng là ba đi mua về xong phát cho Hằng chồng. Thịt lòng thì thái lòng. Đợt này cũng ăn chiên. Nhưng mà hai bữa là thèm cơm mà. Ăn cơm. Cơm với trứng thật ngon. Nói chung là không có cơm á. Thèm lắm. Rất là ngon. Mâm này chắc ăn thêm bữa nữa. No lên, no lên. Không biết các bạn đã ăn cơm chưa, xong chưa? Cảm ơn các bạn đã coi đến cuối clip. Nếu mà các bạn thấy clip của Hiền với Hằng hay thì cho mình một like, một share. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.